Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của anh Chúng Phi Trần. Hôm nay là ngày 31 tháng 10, là ngày cuối cùng của tháng 10 năm 2023, là ngày mai là 11 tháng 11 rồi. Thì chúng ta cũng đi vào mặt trận thôi. Cũng trước khi vào mặt trận thì cũng xin trả lời một số cái câu hỏi của các bạn. Một số bạn nói rằng đấy là cái kênh Phù Nam ấy, trong cái hôm nọ đấy, nói về cái kênh Phù Nam của Campuchia ấy, là nó Trung Quốc làm đấy, nó coi như từ đây thì các bạn bẻ ra ngoài này, bẻ ra cái vịnh Thái Lan, thế nó có ảnh hưởng gì đến Việt Nam không? Thì chắc chắn là ảnh hưởng rồi. Tức là Trung Quốc là coi như là muốn chặn không chỉ Việt Nam đâu, nói chung là tất cả các nước. Hiện nay là cái chiến tranh mà nguồn nước là sau này nó sẽ là có những cuộc chiến tranh rất lớn các bạn nhé. Bởi vì hiện nay là biến đổi khí hậu cho nên là cái nước mà là rất là quan trọng. Đấy, hạn hán thì có thể nó ảnh hưởng đến kinh tế, rồi từ đó là người ta có thể thâu tóm về mặt chính trị. Thì như chúng ta biết là cái sông Mekong là bắt nguồn từ Tây Tạng Trung Quốc, rồi chảy qua Myanmar, rồi Lào, rồi Campuchia, rồi đổ vào miền Nam nước ta, dài 4.500 km. Đấy, cho vào nước ta thì chúng ta biết là đổ ra là 6-9 cửa biển, nhưng mà bây giờ còn có 7 cửa thôi. Thế thì khi mà bên Trung Quốc, bên gọi là thượng nguồn mà người ta tích nước lại thì dưới này là chắc chắn là bị hạn hán, nước không về hoặc là về rất là ít, thì đương nhiên là nó sẽ bị xâm nhập mặn. Khi mà lại nước biển dâng nữa thì coi như là do tan băng ở Bắc Cực, rồi những là trên các cái núi cao là nó làm cho nước biển tan cao lên thì nó sẽ xâm nhập mặn, thì chúng ta sẽ về kinh tế, về nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long chắc chắn bị ảnh hưởng, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế cũng như xuất nhập khẩu, về an ninh lương thực vân vân. Thế thì nó chỉ có một cái động thái thôi là xong rồi. Thế tiếp theo cái này chơi với ông Lào này thì chúng ta biết là làm 6 cái nhà máy thủy điện, trong đó có một nhà máy thủy điện rất lớn. Thì hồi đó Việt Nam hay là Campuchia, Thái Lan thậm chí cũng có nói với Lào thế nọ thế kia, bởi vì là nguồn nước để xài chung. Nhưng mà Lào bây giờ người ta cũng phải có một cái sự phát triển của họ, tự chủ của họ để về nguồn điện hay là về nguồn nước vân vân. Đấy, và họ cũng có những cái gọi là cái lý do của họ, thì cũng đã chấp nhận cho Trung Quốc là xây dựng những các cái đó, thì rõ ràng lại tiếp tục lại tích nước, cứ đập thủy điện là tích nước. Đấy, mà đã tích nước thì là nó sẽ khan, rồi đến khi mà nó đầy quá nó xả ra, mà khi mà đầy rồi tức là mưa nhiều thì nó mới đầy, mà mưa nhiều thì khi mà người ta không cần nước thì lúc đấy lại xả ra thì lại gây lũ lụt. Đấy, cho nên là tiếp tục là đến anh Campuchia. Ngay Campuchia thì tiếp tục mà chúng ta biết là cái sông đây nó chảy ra đây, nó chảy ra thế này. Đấy. Vẽ một cái mô phỏng thôi các bạn nhé. Đấy, ví dụ chảy thế này. Chỗ này anh bẻ ra, anh làm một cái gọi là kênh Phù Nam, đấy, kênh đảo. Thế là coi như cũng dài khoảng hơn 200 km. Thì nó đương nhiên nó bẻ dòng xuống thôi. Mà không, nếu mà nó không có thuận dòng người ta cũng bẻ, để cho làm sao mà nó chảy nước ra ngoài này, để coi như để giao thông đường thủy nọ kia. Nói là nói vậy thôi nhưng mà thực tế là nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng nước về nước ta, là đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của nước ta, về nông nghiệp, về trồng trọt, về lúa nước. Thế thì như vậy là gì? Tức là anh Lào có hai cái. Một là anh là coi như là cái đường sắt cao tốc, hai nữa là các cái hệ thống thủy điện này. Cho nên làm anh Lào là bây giờ lợi đâu chưa thấy, trước mắt là trả nợ cái này. Đấy, sắp vỡ nợ đến nơi rồi. Đấy, nhưng mà cái việc đấy là ông làm với Trung Quốc thôi, nhưng mà rõ ràng ảnh hưởng đến ông Việt Nam. Đấy, cái ông làm ăn với nhau nhưng rõ ràng ảnh hưởng Việt Nam. Rồi bây giờ đến là ông Campuchia, thì ông Campuchia này thì chúng ta biết là cái thành phố Sihanoukville đấy, coi cho thuê Trung Quốc là 99 năm. Đấy, chứ 100 thì nó thành ra một thế kỷ, đây là thiếu một năm mới là được một thế kỷ, nên cứ 99 còn chắc. Thế là cuối cùng là bây giờ đầu tư tất cả đổ xô vào đây, bây giờ rút về cái là coi như là trống hơ trống hoác ở chỗ này, coi như bây giờ giống như là cục đất ma. Đấy, mà trước đây thì chúng ta đã từng xem là coi người Trung Quốc là tới đây là kinh doanh, rồi du lịch, thì ăn chơi, sòng bạc các loại, là thậm chí ngồi mà đánh giày đánh dép, là nằm móng chân móng tay, mà đầu còn cao hơn cả cái người mà làm, là các bạn biết rồi. Đấy, cho nên là bây giờ nó rút đi. Thế thì bây giờ lại tiếp tục quả này nữa, là cái quả là kênh Phù Nam. Đấy, thì kênh Phù Nam thì rõ ràng là cái lợi đâu chưa thấy, nhưng mà rõ ràng là sẽ cũng lại vỡ nợ, hoặc là đeo cái bị nợ to bên người thôi, là giống anh Lào, anh Campuchia. Thế còn như thế là rồi cả anh làm ăn với nhau, cái anh cứ ok đi, thì còn tôi thì rõ ràng là bị ảnh hưởng rồi.
chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rồi. Mai mốt đây không biết là có còn bảy bảy cái nữa không, hay là gọi là gọi gì đó mà cửu long là thất long hay là hai là ngũ long thì chúng ta cũng chả biết được. Nó cứ khi mà nó cạn dần thì nó nước biển nó xâm nhập vào thì nó thành phải nó lấp lấp cửa sông thôi, thì rõ ràng nó ảnh hưởng nhiều các bạn nhé. Cái chuyện làm ăn của người ta là một chuyện, nhưng mà rõ ràng nó lại ảnh hưởng đến nguồn nước là khác. Ví dụ như ông làm tàu á, ông làm tàu hỏa, tàu tàu cao tốc ấy, thì thực tế không ảnh hưởng đến mình, nhưng mà nếu mà nguồn nước thì chắc chắn ảnh hưởng đến mình. Hay là anh đánh bắt cá ở cấm ABC đánh quanh các cái khu đặc biệt này thì nó sẽ ảnh hưởng mình. Đấy, cái đấy là trả lời cái câu hỏi của bạn gì thôi. Nó là như vậy, là bạn chính là bạn nhận định đúng đấy, nó có ảnh hưởng mình không, đúng y là nó ảnh hưởng đấy. Chúng ta bây giờ chúng ta rời khỏi Việt Nam à, thì chúng ta biết ở đâu nó cũng vậy thôi. Bây giờ tôi nói cái ngay cái chỗ Israel này, cái chỗ mà cái nguồn nước của cái gọi là sông Jordani này, Jordan này, đấy nó từ cái chỗ mà phía nam của Liban và Syria là nó chảy xuống, chảy xuống cái hồ này rồi bắt đầu nó chảy dọc đây rồi vào cái biển này, không không phải biển mà là cái hồ hồ đây, sống ở đây là cái biển chết, cũng là một cái hồ thôi nhưng mà nó là biển chết. Thì bây giờ cái nguồn nước hiện nay đang khai thác chung đây thì nhất là cái cao nguyên Golan đấy là các bạn biết rồi, nó là của Syria, nhưng mà hiện nay anh Israel là bây giờ anh muốn lượm hết vùng Nam Liban, vùng Golan, cao nguyên Golan đấy, rồi phía tây, thậm chí phía đông của sông Jordan, phía đông là của ông Jordani rồi, ở phía tây sông Jordan, rồi kể cả cái bán đảo Sinai này, đây cái bán đảo này đây, ông cũng muốn lượm nữa mà. Sau này là anh còn định làm cái kênh Suez, là cái một cái kênh gọi là Suez hai chấm ấy, đây là đây nó đi qua đây giải Gaza đây, là coi như sau này anh bắt đầu anh chiến tranh lằng nhằng xóa sổ cái kênh Suez đây, đây kênh Suez nằm đây, đấy, là bắt đầu là sẽ đi vào con đường này. Thế thì trong cái lộ trình trong tương lai đấy, cho nên bây giờ cái vụ Gaza này anh phải lượm cái đã này, đấy. Chứ bây giờ mà là không không thể là đục lên trên cái biển chết này rồi đục ra đây thì ai đi vào cái đường này làm gì? Anh người ta đi từ cái biển đỏ này ra đây, người ta ra là kênh Suez đây, hoặc là người ta đi vào cái đường này. Đấy. Nó đi ra đường này thì nó cũng tương đương nhau, đấy, nó giống như cái ly đấy các bạn nha. Đấy, nó tương đương nhau, chứ còn nếu mà đi vòng đi trên này không được, cho nên cái Gaza này nó phải lấy. Đấy, lấy Gaza mà bán đảo Sinai nó tách bạch ra, ông là phần ông Ấn Độ à, Ai Cập, còn phần là Israel, còn Gaza là nó lượm bỏ túi luôn, bây giờ nó kích động cho Hamas đánh. Sau đó lợi dụng cái lý do là Hamas đánh cho nên bây giờ tiêu diệt Hamas. Đấy, tức là một cái nhóm khủng bố hay là gọi là lực lượng giải phóng Palestine ấy, nói thẳng là như vậy luôn. Đấy, chứ bây giờ mà cái chống lại cái nhà nước mạnh mẽ như vậy thì đương nhiên người ta phải chơi cái bài bẩn rồi. Chứ làm sao mà bây giờ cái đường đầu ra một bên 10 xe tăng, bên một xe tăng làm sao đánh được. Họ phải đánh du kích, họ phải là chớp nhoáng, phải là phục kích vân vân. Đấy thì đấy là cái mục đích sâu xa này là đây. Thế nên là Israel là với Mỹ là đang tính là coi như cái chỗ này là phá cái chỗ này ra, gài hết bậc phá vào đây là khoảng 1 triệu tấn TNT thuốc nổ, là coi như cho nổ liên hoàn, cái là nó sẽ thâm cái biển này, đây là biển đỏ nhưng mà cái chỗ này nó vịnh, tức là biển Hồng Hải các bạn nhé, đây là vịnh Suez rồi, bắt đầu là nó nổ xong cái là nước nó thâm từ bên này qua bên này thôi. Rồi sau đó chiến tranh với Ai Cập lằng nhằng đấy, hoặc là nó cho mấy cái kênh, mấy cái tàu mà coi như đắm chìm gì cái chỗ mà nó cái kênh ấy là không lưu thông được. Đấy, vừa rồi chúng ta biết là một cái tàu nằm ngang không, đã không lưu thông được rồi. Thì bây giờ khi mà nó đã làm được cái trò này rồi thì mấy cái mà không lưu thông được ở đây thì nó dễ lắm. Đấy, cho vài ba cái tàu đắm là coi như là có 1-2 tháng không đi được là anh phải đi cái đường kênh mới của họ. Đấy, thì nó tính cả vài trăm năm chứ không phải là tính là chúng ta học là chỉ biết kênh Suez rồi mai mốt sẽ biết cái kênh Gaza của Israel nữa cơ. Mà Gaza thì các bạn biết là không phải của đất của Israel. Đấy, tất cả mọi thứ kể cả bờ Tây cũng chả phải Israel, nhưng mà mai mốt rồi nó sẽ lấy hết. Nếu cái vấn đề này mà thế giới không lên tiếng thì cái tình hình này cả. Hiện nay là dân trong Palestine cũng như là Gaza là hiện nay người ta lên tiếng rất nhiều, mà thế giới ở đâu, các người đang ở đâu. Đấy, các bạn có biết đang cái địa ngục hiển thị đang trong một cái thế giới hiện đại đây không, thế giới đâu? Đấy, câu hỏi này rất là nhức nhối, thì rất là khó giải đáp các bạn nha. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta vào mặt trận thì trước hết chúng ta có lẽ là vào cái chỗ phía trên này đi các bạn. Đây, trên này nó cũng đang có một số vấn đề. Thì chúng ta biết đây, chúng ta định vị trước này. Đây là Kupia này. Đấy. Đấy, thấy không? Rồi, đây phía dưới này Lima. Rồi Gramina. Là chỗ cái mỏm này.
Kramina, đấy Lima, đấy Svatove, đấy là các cái điểm mà chúng ta xưa nay hay định vị đấy. Cái này là đấy rất quan trọng, cái tứ giác này rất quan trọng. Thì hiện nay là hai cái này là của Nga đang kiểm soát và hai cái ngoài này thì bên Ukraine kiểm soát. Thì bây giờ chúng ta đã nói khu vực này, khu vực tranh chấp đây này. Đây có hai vụ là Makivka và cái khu vực này Ivanovka. Đây Ivanovka đây các bạn. Thì hôm qua bắt đầu là có cái sự giao tranh ở đây. Các cái lực lượng của Ukraine người ta tiến theo cái hướng này. Và để người ta tiến theo cái hướng này, Oryanska các bạn nhé. Đấy, rất là thích đánh sâu vào. Đi như vậy là có rất nhiều xe tăng, xe bọc thép và lính cũng như là các cái hệ thống pháo hỗ trợ, trong đó có cả xe tăng chính quy. Thì sau khi mà Nga đã phát hiện được, thì Nga thì hiện nay chúng ta biết là Nga đã đặt cái chạm hầm cái chỗ này, đang tức là chỗ Zahina này và chỗ Ivanovka này thôi. Đấy. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại đánh lên trên này, thì Nga bắt đầu với đây nó có một tuyến đường này các bạn nhé, đây nó có một cái tuyến đường đi lên này, xuống này. Cái chỗ Kislovka này hồi xưa là Nga đã lấy được rồi, bây giờ lại mất cái chỗ này. Thế sau khi Nga phát hiện được cái chỗ này thì bắt đầu là Nga đã tấn công, tức là từ Zahina và tấn công ở đây, chứ không có lực lượng nào ở đây hết các bạn nhé, không có. Đấy, thế là tấn công vào và tấn công chặn đầu nữa, biết là thế nào là cũng sẽ thắng. Thế là bắt đầu bên kia quay đầu lại, sau đó quay đầu lại thì cuối cùng là bị tiêu diệt. Như vậy là mất 9 người lính và 7 xe bọc thép, trong đó có 2 xe tăng, tức là 5 xe bọc thép và 2 xe tăng là bị đánh lui. Sau đó là Nga lại truy kích là ra tới Staprove luôn các bạn nha. Hiện nay là khu vực này là như vậy. Có như là không ngờ lại đánh trên này, nhưng mà chúng ta sẽ không hiểu tại sao lại tự nhiên thế mà lại cái chỗ này lại không đánh. Thì chắc là cái chỗ này đối đầu mạnh quá thôi. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta đi xuống cái chỗ mà mỏm Kramina. Đây Kramina này các bạn. Cái mỏm này thì chúng ta biết là khu vực này là khu vực là đánh nhau suốt thôi. Đây là cái mỏ Bilorodka. Thì đánh nhau khu vực này và cái khu vực cái mỏm chỗ này, từ cái hõm chỗ này. Thì hôm qua cái chỗ khu vực rừng này thì nó có chỗ, trước tôi nói rồi, nó có chỗ rừng rất là thưa lá, rụng hết, mà có những cái loại có chỗ thì nó lại cũng vẫn còn, vẫn rậm. Tất nhiên nó cũng đang thay màu đổi da đổi thịt rồi, nhưng mà cái chỗ này nó rất là trống. Cho nên hôm qua Nga cũng đã truy kích về chỗ này, là tiêu diệt được 7 lính Ukraine, 3 xe các bạn nhé, là dập bằng pháo binh thôi. Thì nói chung cái khu vực này chúng ta biết là luôn luôn nó đổi chủ, tức là hôm thì bên này, hôm bên kia. Nhưng mà nói chung thì hiện nay là Nga lại đang muốn chắc là chờ cái mùa đông đến này thì nó rụng không có tí lá nào thì cũng chả em nào mà trú được. Thì lúc đấy là chắc sẽ đánh thôi, chúng ta cứ chờ xem cái chuyện này. Bây giờ chúng ta đi xuống cái khu vực ở dưới Krishivka. Đây chúng ta sẽ đi ngang qua cái khu vực Sivet này. Đây, không có gì, đây bắn mút. Thì Krishivka đây là dưới này thì nó có khẩu súng. Mà khẩu súng không phải Klitschka mà nó ở cái chỗ đây là Anrovka. Anrovka này thì chúng ta vào, trước khi vào Anrovka này thì chúng ta vào xem sơ cái chỗ phía Klitschka có gì không. Thì hiện nay chúng ta biết rằng là cái đường sắt và cái ngã tư đây, ngã tư mà tôi hay nói này, thì chúng ta thấy là Ukraine, tức là bên phải của cái ngã tư, đây, cái ngã tư là nếu bạn nào theo dõi nhiều rồi tôi nói sơ là các bạn nhớ lại thì nó dễ. Còn cái bạn nào mà mới mới vào kênh hoặc là xem thì các bạn biết đấy, đây là cái đường sắt, còn cái đường xuống này là đường bộ. Thì chúng ta thấy là bây giờ là bên phía bên phải của cái đường bộ này á, là Ukraine đã chiếm luôn đường cả hai bên đường sắt các bạn nhá, tức là đã lấn sang được rồi đấy. Đấy, còn cái khu vực bên này thì chưa, khu vực bên này thì chỉ là thế này thôi, còn bên này là coi như hai bên đường sắt là của Ukraine. Đấy, nôm na thế, coi như là lại có hiện tượng xâm lấn tiếp. Đấy, thì chúng ta sẽ từ từ theo dõi. Còn phía dưới này, còn cái phía bên này thì đương nhiên là bên tay trái của đường sắt, tức là chúng ta nói hai hướng nhé, đây là theo hướng là đông tây này, còn đây là theo hướng bắc nam. Đấy, cái đường sắt xuống bắc nam thì chỗ này thì chúng ta thấy là nó có một cái rất là lạ, đó là Ukraine đã xoáy thẳng vào đây. Đấy, giống như một mũi tên đấy các bạn nào thấy nó mũi tên nó xoáy thẳng vào đây. Đấy, giống như cái cung tên này.
như vậy là người cũng đã vượt qua được cái khu vực cái đường sắt cả hai bên. Đấy, đây đường sắt, chúng ta thấy là toàn bộ hai cái đường sắt hai bên đó là được rồi. Thì hôm qua chúng ta nói cũng có đánh ra đánh vào chỗ này, rồi cái chỗ này nó có cái đường hầm xuống, nhưng mà chỗ này ngày hôm qua Nga lại không đánh theo cái đường hầm đó, mà bắt đầu Nga sau khi mà thấy bên Ukraine người ta đánh thẳng vào như vậy, xoáy càng ngày càng sâu vào. Đấy, tới đây nó có một cái đường các bạn nhé, tới cái đường ấy, thì làm Nga bắt đầu với tấn công theo cái lối này. Đấy, tấn công theo lối này để mà gọi như là sẽ lên mà cắt đứt ở chỗ này. Đấy, sẽ ý đồ là như vậy. Nhưng mà sau khi mà Nga, tức là dưới này là Kurumovska, sau khi mà Nga đang đi được nửa đường đây thì chúng ta thấy rất nhiều xe của Nga là đã bị pháo binh Ukraine và cũng như UAV lao xuống là nó tiêu diệt. À, thế thì giao tranh ở đây có thể nói rất là quyết liệt. À, thì hai bên là coi như là bên bên Ukraine là họ khi mà họ thấy cái các cái lực lượng thì một số là họ sẽ tiếp tục họ xây xuống để mà họ chia cắt cái đội hình của Nga, một phần đấy là nó có các cái UAV đấy. Rồi chưa nói là các hệ thống pháo binh từ ngoài nó cầu vào. Thế là coi như là có thể nói là Nga thiệt hại cũng tương đối khá ở đây. Theo cái số liệu chúng tôi đếm được, chứ còn Nga nó không công bố, là tôi thấy cũng phải 6-7 chiếc đấy, xe tăng và xe bọc thép. Còn lượng người thì không thấy nói. Còn chỉ báo cái số bên Ukraine mà chúng ta biết là người ta đánh như thế là bằng pháo binh và bằng UAV hoặc là như thế từ xa đến, mà người ta thiệt hại tới là 285 binh sĩ, 73 cái hệ thống pháo các bạn nha. Tức là số này nó cao hẳn so với mọi hôm. Mọi hôm cái chỗ này nó chỉ có tầm khoảng 100-110 gì đó thôi. Đấy, nhưng mà hôm nay lên tới 285, là gần 300 người tại khu vực này, chứng tỏ là Nga cũng mất ở đây tương đối khá. Đấy, và chúng ta không thấy một cái xe bọc thép nào của Ukraine cả, chỉ có 285 và 3 hệ thống pháo. Chắc phía ngoài kia thì sau đó là Nga đã thấy chắc họ sơ tán không kịp, khi mà câu pháo xong là anh phải đi, mà anh còn ở đấy là người ta sẽ đáp trả lại, thì là bị hạ 3 cái hệ thống pháo ngoài này. Như vậy là coi như cuối cùng là Nga đã mất cái hành lang của đường sắt, là từ giữa Krychivka Arkhangelsk cho đến khu giữa của Arkhangelsk đi Kurumovska. Đấy, có thể mất chỗ này rồi các bạn nha. Tôi xóa cái hình vẽ ra là chúng ta thấy rất là rõ. Đấy, Arkhangelsk, cái làng này chúng ta biết là có 100 dân thôi đã đi rồi, cái nát rồi. Thì bây giờ họ đi qua đường sắt, sau đó nó tiếp tục xâm nhập vào cái đường này. Đây có cái đường này các bạn. Đấy, tình hình ở chỗ này là như vậy. Thì cái chỗ này cũng là giao tranh đây, nhưng mà cái là khi mà giao tranh xong là bắt đầu Nga đánh lên, thì đánh này bị cái chỗ này. Bây giờ chúng ta rời khỏi cái chỗ Krychivka này, chúng ta đi xuống Adipka. Đấy, chúng ta nhìn thấy này. Bây giờ vào Adipka thì chúng ta vào phía bắc của Adipka trước, chứ nếu mà nó chúng ta ấy rộng quá thì chúng ta sẽ không thấy rõ đâu. Đây, chỗ này tôi hay thích định vị kiểu như thế này thì chúng ta nhìn nó rõ hơn. Thế là cái khu vực này thì bên Ukraine chúng ta vẫn biết là người ta không có chịu mất cái chỗ này. Cái chỗ này là, nhưng mà họ cũng không lấy lại được các bạn nhé. Nhưng mà họ phải tấn công, buộc phải tấn công vào, chứ không thể là, nếu không tấn công thì ít nhất là cũng là anh để giảm cái sức tấn công của đối phương, là hoặc là anh phải giữ được, nếu được anh tấn luôn, cho nên bao giờ anh cũng phải tấn hết, bao giờ cũng phải tấn mới hết. Nhưng mà cái lực lượng của Nga hiện nay là bây giờ người ta đang dòm ngó vào cái chỗ khác, dòm ngó vào Ucherestina này các bạn này. Tôi rất thích cái chỗ này. Cái chỗ này thì là dòm ngó trước này. Thì cái chỗ này hôm trước là đã vào tới cái rìa rồi, nhưng mà đến hôm nay thì chúng ta thấy lại không thấy tấn hướng đó nữa. Thì có thể là bên này đã được phòng ngự rất là tốt. Có lẽ là bên bên Ukraine người ta đã tấn, người ta đưa vào các cái tích viện vào đây rất đông và đi vào cái đường này, đi vào chỗ Novokalinove. Còn cái đường này đi xuống đây thì chắc chắn là đã khó rồi. Cái đường mà đi xuống dưới này thì chắc chắn là sẽ bị Nga là phong tỏa. Chúng ta biết là cái đường này thì hơn bao giờ hết là UAV của Nga nó phải săn đón rồi. Các chỗ này săn đón. Và cái chỗ này là Nga cũng đang cố gắng tiếp cận, nhưng mà có vẻ như là chưa áp sát được cái thị trấn này, chưa thể lấy được. Nhưng mà cái hệ thống phòng ngự của Nga ở đây thì chắc chắn là rất là tốt rồi.
Thế ngoài ra thì các cái lượng này thì Nga phải đánh rồi, mà không những đánh đây mà Nga đã đánh vào phía trong này rồi. Còn phía dưới này, cái khu vực trên này là tương đối là ổn các bạn nhé. Mà hiện nay Nga đang cho rất nhiều cái UAV vào cái khu chỗ này, tại vì cái nơi này là gần như là cái gọi là cái tiền tuyến. So với cái mặt trận đây thì nó là phía sau, nhưng mà nếu mà so với Bakhovka phía đằng xa hơn nữa đấy, chỗ khoảng mấy chục km ấy, thì ở đây nó lại tiền tuyến. Đấy. Đấy, hay là tiền phương, gọi là tiền phương, còn đây là mặt trận, nó như thế nó hay hơn. Rồi, thế bây giờ chúng ta đi xuống phía dưới, đi xuống phía dưới này, cái này được rồi, này là thấy được hết rồi. Rồi, thế thì Nga hiện nay cũng đang tấn công mà rất nhiều mũi, tôi thấy là có 5 mũi vào hướng này và hướng này, trên này có 3 mũi và dưới này có 2 mũi. Như vậy là sẽ chiếm trong trong cái 5 mũi này thì chúng ta thấy đây là một cái hồ, cái hồ. Và trong 5 mũi này á, đây đây là vùng ven của cái Adipka các bạn nha. Thì đây là nó có ba cái cánh đồng rất lớn, ba cái cánh đồng rất lớn. Đấy, thì hiện nay là có các cánh quân đã chiếm hết các cái cánh đồng này rồi. Đấy, tức là áp sát vào phía phía đông của Adipka. Thì cái khu vực này thì người Nga chỗ đây là Vesalen, nó không thể hiện này, đây là Vesalen các bạn. Đấy thì đang tấn công như vậy. Còn phía nam này thì Nga cũng đang có vẻ hăng hơn, đây cái chỗ đang đang có cái màu màu khác khác biệt này các bạn. Đấy, cũng đang tấn công lên. Hiện nay thì chúng ta xem cái video thì chúng ta sẽ thấy cái khu vực này là Nga đang hủy diệt rất là hoành tráng. Có một cái xe nó có thể nhiều xe nhưng mà người ta quay một cái xe thôi, cái xe này nó gọi là cái xe mà nó sử dụng cái AI đấy, tức là trí tuệ nhân tạo đó các bạn. Đấy, cho nên là nó chạy nó bắn loạn hết rồi nó tự nó xử lý thôi, cho nên nó gần gần như là hung thần ở cái khu vực này thì cũng đánh rất là hăng. Thì chúng ta thấy là kể cả bị bắn vào nó cũng không sao, mà tức là nó cái dạng như là miễn miễn dịch đấy. Thì chúng ta thấy cái xe này cũng cũng rất là hay. Đấy, còn các cái khu vực này thì cũng có phía nam này là cũng có các cái xe của Ukraine vào nhưng mà đã bị bắn hết các bạn nhé. Cái xe này dần giống như nó bị miễn, tức là nó không bị trúng đạn nữa, hay hoặc là trúng cũng không làm sao. Thì cái phía nam này là như vậy. Thì còn các cái phía này hiện nay thì người Nga đang, tức là sau khi vượt qua các cái cánh đồng đấy là đến được cái vị trí mà có thể là tọa độ cho súng cối đấy để bắn vào thành phố, thì là đang thiết lập các cái trận địa đó để có khi nào tấn công bằng bằng pháo bằng cối, tức là cự ly hợp lý là họ đang đóng đô tại khu vực đó. Có thể nói là dùng là gọi cái xe nó gọi là cái cỗ máy hủy diệt các bạn nhé, là dùng từ tôi mới dịch nghĩa là nó là cỗ máy hủy diệt. Còn cái chỗ mà khu vực Sakovilovka này thì là lại UAV của Nga, của Ukraine lại tiếp tục họ bay vào trong này. Chúng ta biết là tôi hay nói là đây là nó phía bắc của thủ đô Donetsk, nó bay vào đây thì nó lại cũng cũng là coi như là kiếm được vài cái xe của Nga các bạn nhé. Thì chúng ta cứ xem các cái video là chúng ta biết là Nga cũng mất khá nhiều ở đây. Tóm lại là cái khu vực Adipka này nó cũng đang như vậy thôi, nó chưa có gì mới. Đấy, nếu mà được xét một cách tổng thể thì chúng ta sẽ thấy nó nhìn nó rõ hơn một chút. Thì chúng ta thấy nó chốt lại này, thứ nhất đấy là Nga đang tiến lên cái chỗ khu vực Novokanonovo này và đang đang trinh sát ở cái chỗ Cherestnaya đây. Còn cái chỗ này là cái chỗ đại bản doanh, có thể nói là cái chỗ này có thể nói là coi như là gần như nó là sở chỉ huy tiền phương của cái chiến dịch này, cái chiến dịch bảo vệ Adipka này. Đấy, Pakrovka có ngã bảy đây chúng ta biết rồi. Thì hiện nay có vẻ như chưa được đụng đến. Tôi nghĩ là trinh sát hoặc là các tình báo của Nga hiện nay cũng đang tìm kiếm các cái gọi là cái sở chỉ huy của NATO, rồi những là súng đạn kho lương thực, kho hậu cần, rồi những là doanh trại là sẽ có đánh vào khu vực này. Chứ không phải để đến gần tới tới mặt trận rồi bắt đầu với triệt tiêu. Thì hôm qua hôm trước chúng ta nói là cứ đánh phía ngoài này thôi, còn trong này tự chết thôi. Đấy, thì chúng ta thấy là ngoài thế thì chúng ta thấy là hiện nay là đây các cái vị trí lúc này chúng ta vẽ là như thế này, đang này chỗ này cũng đang đánh lên này, còn khu vực này thì hôm nay không thấy nói. Riêng cái chỗ về Severnaya đây nữa thì có đã tiến đến phía nam của cái làng Severnaya rồi các bạn nhé. Ở đây có hai làng Severnaya và Tolneka.
Tonenka, sau đó mới đến Arovka. Đấy, thì hiện nay thì cái chỗ này cũng đã phát triển rồi. Khu vực này nó là như vậy thôi. Rồi chúng ta bây giờ đi xuống dưới này. Cái chỗ này là một cái dãy dãy các thị trấn chúng ta biết rồi. Novomikhailovka, Babeda. Thì cái chỗ này thì nó cứ khổ lắm, cứ mãi mà không được. Thì Nga thì là hôm trước là tôi cũng cứ nói vẻ vẽ đấy, là xuống đây, là xuống tới đây là hết rồi. Thế còn lần này ở dưới này bắt đầu đánh lên. Đánh lên. Đi đoàn xe rất đông các bạn nha, cả bộ binh, cả xe tăng. Là tôi thấy bắt đầu lên đây sau đó là bị Ukraine phát hiện, là bắt đầu bắn phá vào cái đoàn xe của Nga đây. Đấy, thì cuối cùng là tôi thấy là cái đoàn xe của Nga là rẽ tay trái, ra đây, thì cũng bị bắn phá, nhưng mà tôi thấy là cái xe nào bị thì cứ bị, thì tôi thấy là cái xe nào mà bị mà không chạy được ấy thì là cái lính ở trong mới tạc ra, là nhập với cái bộ binh đi theo cùng. Thì hiện nay là Nga đã lập được cái chốt được cái chủ khu vực này. Chốt được khu vực này. Và có thể là vẽ như thế này cũng được các bạn nhé. Đấy. Để được một cái chỗ này ấy, thì Nga cũng có thể nói là thiệt hại tương đối nhiều. Nhưng mà nếu mà tạo được cái chỗ đứng này ấy, thì tiếp tục lại tạo cái vạc ở khu vực này. Còn trên này nói vậy cũng phải xuống thôi, chứ anh cứ lý do là anh cứ là mình với lại nọ kia anh không xuống được là cái việc một phần là nó cũng do cái là Ukraine nó cũng chặn nó đánh nữa, chứ không phải là cứ anh cứ ung dung anh phá mình rồi anh xuống. Thì hiện nay cái chỗ khu vực này thì nó rất khó, mà nếu mà Nga đột phá được chỗ này thì chúng ta phân tích hoài rồi, nếu mà đột phá được chỗ này thì nó sẽ dây chuyền hết. Chúng ta nhớ là hôm trước ở đây nó có một cái kẹo cầu đi từ phía trên này xuống này, thì Nga đã đánh cái chỗ đấy rồi, đánh sập cái cầu rồi, cho nên muốn đến đây là coi như là không có qua đi đây được, mà phải đi vòng hết, đi vòng phải qua. Cho nên là nếu mà đánh được cái chỗ này thì chúng ta phân tích mấy ngày nay có thể là chờ đợi các cái nơi khác, hay là coi như là cứ thắng từng cục bộ sau đó là coi như là cộng vào hết với nhau, là tổng tiến công là sới hết lên. Thì không biết là cái chiến thuật như thế nào, nhưng mà rõ ràng cái chỗ này là cứ vẫn cứ nhìn nhằng mãi. Trong khi đó là có thể nói là Nga đã tấn công vào các cái khu vực này gần nát hết rồi. Đấy, nó chắc chắn nó vẫn còn, cho nên là nếu mà nát rồi thì lại không ai ở đây. Đấy, hiện nay khu vực này là như vậy. Thì nếu mà đã tạo được cái thế đứng như thế này, chúng ta biết là từ đây đến đây nó còn mấy trăm mét nữa này các bạn. Đấy, từ cái chỗ này lên mấy trăm mét nữa. Thì cái chỗ này là tương lai một vài ngày tới sẽ hai bên bộ binh sẽ đánh nhau sẽ quyết liệt đấy. Thì trong cái các giao tranh này, bên Ukraine đã mất 100 binh sĩ, không mất cái xe nào và mất một hệ thống pháo. Thì Nga đã sử dụng cái tôi nói là cái Onyx đấy, là nó tự điều hướng, cho nên là cái chỗ này là Nga cũng đã sử dụng cái đấy và đã tổn thất, nhưng mà đã chiếm được cái đầu cầu này, tạo một cái thế đứng ở chỗ này cũng rất là tốt. Bây giờ chúng ta đi xuống cái phía dưới chỗ Ukraine không có gì. Mỏm Vremica không có gì, Malinovska không có gì, xuống Robotina. Robotina thì chúng ta thấy là đây là nó, các bạn thấy là phía bên trái là có cái giao tranh, còn các cái chỗ này là cục bộ thôi, nó cái màu này không có vấn đề gì hết. Thì cho nên bên này chúng ta không nói nữa, mà chúng ta nói ở đây. Bây giờ chúng ta vào thực địa cái chỗ này nó là như thế nào, để chúng ta rõ. Hiện nay là cái khu vực này cũng đang bắt đầu có chuyện các bạn nhé. Bây giờ chúng ta vào cái chỗ chỗ Robotina thì chúng ta sẽ thấy là coi như là nó là như thế nào khu vực này. Đấy, khu vực này là đây, chúng ta thấy là dưới này là Verovia đây. Đây các bạn này. Robotina thì ở đây nó có cái đường hay đi qua, chúng ta nói cái đường chéo chéo hay đi qua hay bị này. Đó. Thì hôm nay chúng ta nói chỗ Robotina. Bên này là chúng ta thấy nó có một cái rãnh này, cái rặng cây này. Đấy, khu vực này. Thì chúng ta biết là cái chỗ phía bên này là màu xanh, bên này là màu đỏ, cái chỗ này là coi như xám này. Thì cái chỗ Robotina này thì hôm qua là Ukraine đã mất 9 xe đấy, bên Robotina là 5 xe và bên Verbova là 4 xe, thì là Ukraine đã chiếm được cái chỗ này, chiếm được cái hàng cây này các bạn nhé, chiếm được cái hàng cây này và mất tức là có tổn thất. À. Thì bây giờ chúng ta nói cái vùng này để chúng ta thực địa là chúng ta nhìn thấy nó là như vậy đấy. Đấy, nó là đồng bằng hay là núi hay là có rặng cây. Đấy, Robotina đây khu vực này các bạn nhé, chúng ta vào cái bản đồ kia. Đấy, bây giờ chúng ta vào cái khu vực này
thì là chúng ta thấy cái chỗ này cái nó có một cái rạn cày. Thì ngày hôm qua bên Ukraine người ta đã tấn công rất là nhiều vào các cái khu vực phía trên này, Nastaryanka, rất nhiều hướng các bạn nha, rồi đi vào cả cái hướng Kopani này nữa này. Tất nhiên là Robotina hôm qua người ta kiếm được cái rặng cây đây, họ cũng tấn công vào khu vực này. Tức là tôi thấy tấn công theo năm hướng, năm 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 mũi. Thì cuối cùng là được cái gì không? Thì cũng được các bạn. Họ đã tấn công và hiện nay họ đã biến cái khu vực này là thành thành xám luôn rồi các bạn. Xám luôn. Cái này chúng ta cũng có thể vẽ như thế này cũng được. Đây là màu xám mà nó vẽ vào cái màu đỏ là nó ra hồng hồng ấy đi, chứ còn thực tế nó là xám đấy các bạn nhé. Đấy, thì họ đã chiếm được cái phần này để làm gì? Chắc là có thể để dành sang năm đánh thôi, chứ còn bây giờ mà chiếm gì cái chỗ này nữa. Tức là bây giờ cũng đã chuẩn bị hạ cánh cái đến mùa đông. Tức là sau mùa đông là bắt đầu lại đánh tiếp. Thế là bây giờ phải tạo cái chỗ đứng. Thì có lẽ đây là cái chỗ đứng của người ta. Tôi nghĩ là như vậy. Thì hôm qua giao tranh đây cũng rất là ác liệt. Thì bên bên Nga thì chúng ta biết là khu vực này thì bên Nga là cái UAV là chúng tôi nói là số 1 là rất là tốt, rồi cộng thêm pháo binh nữa thì người ta đánh vào các cái khu vực đó, đánh vào các đánh trả và các cái tức là để mà không tấn công được, nhưng mà họ cũng không có tấn công để mà lấy Kopani hoặc là Narastianka này đâu, mà họ cũng chỉ muốn lập một cái vành đai phòng thủ của khu vực này. À, tức là chiếm thêm được miếng đất nào hay miếng đất đấy, à, cũng để báo cáo để mà xin viện trợ hay gì đó, hoặc là để là lập cái tuyến phòng thủ cho mùa đông, hoặc là coi như thế nào đó, thì chúng ta chỉ biết là như vậy. Thì họ cũng đã đạt được như vậy, nhưng mà họ tổn thất cũng tương đối nhiều, mất 220 binh sĩ, cũng 7 xe tăng, xe bọc thép và 4 hệ thống pháo ở khu vực này. Đây rất lớn đấy các bạn nhé. Nếu mà đây mà chúng ta mở rộng cái ra, à, tức là vị zoom lại cái chỗ này thì chúng ta thấy là rõ ràng là họ đã chiếm được một khoảnh đất rất là lớn, một diện tích rất lớn đấy các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống khu vực Kherson. Kherson thì thực tế là sau khi cái ông thay tướng mới thì bắt đầu ông đánh đánh khắp nơi rồi, và đánh bật cái chỗ Kerinki, nhưng mà hôm qua nó lại qua tiếp tiếp một cái đoạn bên này, nó vẫn có giao tranh. Thì hôm trước là phía Bắc thôi các bạn nhé, thì bây giờ nó lại lẹm cái miếng ở phía gọi là Tây Bắc. Đấy, thì hôm qua lại tiếp tục giao tranh ở khu vực này. Đấy, chứ không phải là thua đâu các bạn nhé. Còn cái chỗ Korsunna này thì chúng ta biết rằng là này nó từ Lvov qua hoặc là Alahovka qua, thì Korsunna này thì hôm qua đã bị UAV của bên Ukraine người ta phát hiện và kêu pháo binh từ bên kia là bắn sang. Đấy là chúng ta thấy là hôm qua thiệt hại đấy rất nhiều, bắn vào các cái nhà, tức là có thể nói là cũng có thể nói là nơi đồn trú của lính Nga khu vực này. Đấy, chắc chắn là Nga bị thiệt hại đây tương đối khá đấy các bạn. Đấy, có vẻ như là người ta vẫn vẫn cứ tham vọng là đổ bộ sang trong tương lai, là chúng ta thấy là cái khu vực này nó cũng gần này, đấy nó sẽ đổ bộ qua đây. Đấy. Còn Kerinki thì họ cũng cũng hôm qua là đánh bật hết rồi, và hôm nay lại tiếp tục ở lên đây. Như vậy là cái khu vực Cù Lao này á, đấy, cái Cù Lao này á, nó là giữa sông, cái cồn cát giữa sông này là có thể làm nhà được mà các bạn. Đấy, trừ mùa mưa lũ thôi thì là vẫn gọt, như thế là vẫn còn lính. Chính vì thế cho nên là họ lại muốn, chắc là muốn lấy cả cái Korsunna này và lấy lại cái Kerinki này. Đấy, cho nên là hôm qua Nga đánh tơi bời vào đây các bạn nhé, đánh coi như là pháo binh rồi UAV các loại đánh tơi bời vào cái mấy cái cồn cồn ở giữa đây này. Đấy, cũng tiêu diệt được có như thế là 70 lính thôi. Đó, thông thường ở phía dưới này thì chỉ còn là vài vài chục lính, vài chục lính, 70 cũng là nhiều rồi. Mà vấn đề nó là ba cái hệ thống pháo và ba cái xe bọc thép nữa. Thế là như thế là cũng tương đối khá ở đây các bạn nhé. Còn Nga thì bị thiệt hại chủ khu vực này. Còn cái Kerinki này sau khi đã đánh bật ra thì hiện nay Nga chưa lấy lại cái mép ngoài này, mà Nga cũng chả bao giờ lấy lại. Cứ để cho họ ở trong này rồi Nga đánh thôi, chứ không ở. Chúng ta biết là cả cái khu vực ngoài này nó đâu có cái chữ nào đâu, là nó không có làng có mạc gì hết, là Nga toàn bằng pháo binh thôi, sau khi trinh sát bằng UAV rồi bắt đầu gọi pháo đánh thôi, chứ còn không có giao tranh bộ ở đây. Và bên này họ cũng thế, họ cũng bắt đầu cũng cũng là bằng UAV rồi người ta kêu pháo binh họ đánh giống y như vậy rồi. Còn riêng cái khu vực mà đồn trú hoặc là đang có tập hợp một số quân ở cái chỗ các cái cột này thì Nga đã tiêu diệt.
Rồi chúng ta bây giờ đi xuống cái khu vực phía dưới này. Dưới này thì nói chung cũng không có gì. Như mấy ngày nay thì chúng ta nói là 36 cái UAV rồi 8 cái Shadow là coi như bắt được hết, coi như không làm được cái gì ở đây hết. Cho nên là hiện nay là đang vỗ ngực rất là sung sướng, tức là cái hệ thống của phòng không chỗ Sevastopol cũng như là chỗ Jeppatoria này có thể là rất là hoành tráng. Đấy, thì hiện nay như vậy nhưng mà không được chủ quan. Nhờ được như vậy ấy, là một phần ấy, là coi như đã nắm bắt được cái Shadow, và một mặt nữa là cái đề cao cảnh giác trong cái vấn đề là phòng thủ. Một cái mặt nữa là do nó không có cái do thám của Global Ops, và một phần nữa là do là đánh hôm qua hôm kia chúng ta nói rồi, Odessa này đánh rất là nhiều, nhất là các cái chỗ mà sử dụng tên lửa với các loại UAV là đánh vào các cái chỗ trung tâm đấy bằng cái tên lửa Onyx, thì chúng ta biết là phá hủy rất là nhiều chỗ này. Đấy là nó tích hợp của nhiều vấn đề chứ không phải là vậy không. Cái thứ hai nữa là cái Su-24 là cái duy nhất hiện nay của Ukraine để mà tích hợp được các loại tên lửa Shadow, thì hiện nay nó hơi nhạy cảm rồi đấy. Và bây giờ người ta đang chế tạo cái Su-27 để có thể được hay không. Nếu Su-27 được thì Su-27 hiện nay Ukraine nó vẫn còn. Đấy, thì có khả năng là sẽ dùng lại cái đấy. Chứ cái F-16 có khả năng như hôm qua chúng ta nói là không viện trợ đâu các bạn nhé. Đấy. Thì đấy, tinh thần nó là như vậy thôi. Thì tóm lại là nó là cái gì? Rõ ràng là cái chủ nhật thứ hai là vừa qua giao tranh không nhiều. Đấy, giao tranh không nhiều. Đặc biệt là đang dòm ngó nhau cái chỗ mà Adipka, xem ý đồ của nhau. Tại ý đồ là người ta từ cái chỗ Makarovka này mà người ta tới đấy. Từ đây mà tới thì nó là xa. Nếu thế thì bây giờ là rút hay là tấn. Đấy. Hay là rút ra rồi với tấn, thì đây là đang câu hỏi của cái bản lãnh đạo quân sự của Ukraine, bởi vì họ hiện nay họ đang mâu thuẫn nhau chỗ đó, tức là nội công ngoại kích vào, bên ngoài là đánh vào, trong nổi lên. Nhưng bây giờ trong này thì Nga nó khóa chặt rồi, cái Adipka Nga khóa chặt rồi, thế cho nên là bây giờ là như thế nào đây thì chúng ta cũng phải chờ xem thôi. Còn Ucherestina thì Nga đã khóa dần, chúng ta đang nói rồi, còn chỉ có còn mỗi cái chỗ này thôi, chỗ này. Đấy, còn khu vực mà đi xuống dưới này thì rất là khó đối với Nga. Đấy, ta biết là toàn sâm hồ rất là khó, rồi đi vào đây là sâm hồ lại càng nhiều nữa. Thôi đấy, cái bản tin này cũng xin chấm dứt tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn vào buổi tin buổi chiều. Chiều nay chúng ta sẽ nói về các cái lá phiếu vừa rồi bỏ tại Hội đồng Liên Quốc các bạn nhé, rồi và một số các cái tình hình cập nhật mới. Xin cảm ơn các bạn, bye bye.